Chào mừng các bạn đã đến với bản tin mới nhất từ kênh Thái Hải TV 2. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các bản tin mới nhất từ kênh nhé. Thái Hải TV 2, sôi động cùng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt, sẽ diễn ra trận đấu bảng AFF Cup 2022 giữa hai đội Campuchia gặp Brunei. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT Bóng đá Việt, FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra, để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF Cup 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh Angkor cần phải có được 3 điểm trước Brunei, đội bóng yếu nhất bảng và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhặt bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF Cup 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá công hiến. Tuy nhiên, thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mâm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay. Vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda, song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng. Trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này, Indonesia gặp Thái Lan, kết thúc có phân thắng bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội, Indonesia hoặc Thái Lan. Khi đó ít ra quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối, họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận đã chơi ở AFF Cup 2022, đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng dồi dào vàng đen, dâu mỏ, này thua sấp mặt cả 3, ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thu. Với việc chấp tới 3-3-4, tức là còn cao hơn cả Philippines, 3-1-4 và thắng 5-1, thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày ra quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Việc chỉ phải gặp Brunei, đội yếu nhất giải, là cơ hội rất tốt để Chanthea và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng, bởi Thái Lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng. Campuchia ở giải này chơi không tệ, họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ. Cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau 3 trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. Nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, 3 điểm khó tuột khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. Dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. Đội hình dự kiến, phía Campuchia, Keo Sorcela, Rungbunhen, Seui Visa, Saret Ria, Sobarain, Insodavit, Onchanpolin, CHOUN Chenchap, Limpisop, Siêng Chanthea, Tes SAMBATH, phía Brunei, Nering, SISA, Arman, Junos, Hassan, Saleh, Ali, Aminuddin, Hà Kém Said, Ramanh, Adi Said. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách.
Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọn vẹn trước Philippines và Brunei, cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong 2 lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong 2 đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất giàu mỏ cho thấy sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm với họ. Sau 3 lượt trận, Brunei để thua cả 3, mới chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bảng này ít nhiều cũng giúp Campuchia vớt vát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Tại AFF Cup 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần, sa sút thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thủng lưới. Ở trận ra quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước 2 bàn và bị gỡ hòa 2-2, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đĩnh đạc để có được bàn thắng quyết định kèm theo 3 điểm rất xứng đáng. Đến trận đấu thứ 2, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động. Dù thua 1-2 ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau 2 trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup, trước đây mang tên Tiger Cup, sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thua đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tòng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thủng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đọ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khát khao giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup, Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cùng bảng đấu. Thủng lưới tới 17 lần, ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả 3 trận đã đấu, Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm. Không chỉ là mục tiêu 3 điểm, những chiến binh Angkor còn cần một chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết. Đừng quên rằng ở lượt trận cuối Campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển Thái Lan. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký, subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát live stream, loa kéo di động, micro karaoke chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.